Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Ngày hôm nay các vị tu học có an lạc không? Hồi nãy tôi nghe thầy Tâm Đạo giới thiệu người tốt việc tốt quá nhiều. Nhưng hôm nay ngày kết khóa đồng thời phát thưởng cho nên người tốt việc tốt xuất hiện rất là nhiều. Có những người thấy mỗi lần Tết về chuẩn bị ngày 23 đưa ông Táo về trời á, cái lúc đó mới đút lót ông Táo, họ mới cúng nhiều thứ. Họ nghĩ rằng họ cúng để mà ông Táo khi mà về thiên đình á, để là tâu với Ngọc Hoàng tốt cho họ, nhờ họ mua vé máy bay hay mua vé tàu hỏa gì đó. Rồi họ cúng đủ thứ loại để rồi ông Táo về trời tâu với Ngọc Hoàng mọi việc tốt, để sang một năm mới họ được ân sủng và ban tặng nhiều phúc lộc như những năm qua. Thì cái cách đó là cách theo tín ngưỡng của chúng ta. Thì hồi nãy giờ tôi nghe xứ người tốt việc tốt tôi cũng rất là vui. Tôi mong rằng tất cả những người tu học của chúng ta là như thế. Chúng ta tu học thật ra mà nói có tiến bộ hay không thì nó cũng phải có cái gì đó để thử với chính mình. Nếu mình vượt qua được những cái ngưỡng của thử thách đó, xem như các vị đã có một bước thành công và tiến bộ. Và trong cái nội dung của bài giảng hôm nay, để thấy mình có đủ sức để vượt qua những cái ngưỡng của thử thách hay không, chúng tôi xin chia sẻ với các vị hành giả của khóa tu một ngày an lạc hôm nay với chủ đề bài giảng là đừng dễ tha thứ mình. A Di Đà Phật. Đề tài này tôi nghĩ rất là quen thuộc và dễ hiểu, nhưng mà nó cũng là cái lỗi mà chúng ta từng bị mắc phải nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta hay tự tha thứ cho mình quá nhiều, để rồi chúng ta phải hối hận và trách cho bản thân mình. Nhưng điều này để làm sao giải quyết được những vấn đề mà giúp chúng ta có thể vượt qua những chướng ngại của thử thách của bản thân, thì đây là một cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị có tu học và tự chiến thắng lấy chính mình, nhất là khi đối diện với bản thân của riêng mình. Cho nên tôi nhớ một vị thiền sư đã dạy cho một người đệ tử với một câu như thế này: dù một mình con trong phòng vắng, con hãy làm như con đang đối diện trước một người khách quý. Đây là một cái câu rất là hay. Có thể chúng ta đối diện với 100.000 người, có thể chúng ta đối diện với những người bạn, chúng ta đối diện với bao nhiêu người khác, chúng ta có những phong cách ngôn ngữ, lời nói, hành xử và tư duy dường như rất tốt, nhưng mà khi đối diện với chính bản thân mình thì đôi khi mình chưa chiến thắng được những ý niệm và tư duy hay những cái bê bối của bản thân mình đâu. Vì vậy các vị tu tập, mà nhất là những vị nhập thất á, ở đây ai có từng nhập thất rồi đưa tay lên thầy coi coi. Chắc chưa ai đủ can đảm để làm chuyện đó đúng không? Được một người. Nhập thất quan trọng vô cùng. Khi chúng ta nhập thất, bốn bề chỉ là tường vách. Hằng ngày chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống, hằng ngày chúng ta nói chuyện tương giao với rất nhiều người, chúng ta còn thấy nhiều hình sảnh, chúng ta còn thấy cái này cái kia, chúng ta còn nói còn giao tế, dường như chúng ta không nhận ra được chính mình nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng ta ở trong thất, bốn bên là vách tường, và hằng ngày chúng ta chỉ đối diện với chính mình, thì lúc đó các vị mới nhận diện được các vị rất nhiều điều thú vị. Các vị mới thấy được cái cảm giác các vị cô đơn. Các vị mới cảm giác ham muốn một điều gì đó. Các vị mới cảm thấy con người của các vị nó bày tỏ ra những cái tư duy như thế nào. Thì lúc đó các vị sẽ dễ hiểu các vị hơn. Còn khi các vị đối diện trong cộng đồng như thế này, đôi khi mình chưa nhận chân ra được mình. Và vì vậy những sai lầm trong cuộc đời đáng tiếc do mình quá chủ quan, mình dễ dàng bỏ qua với chính bản thân mình, hoặc đôi khi mình xem thường một hành động đó không đến nỗi nào đâu, và mình cứ tự tin rằng mình không phải là người như thế. Và chính chỗ đó cho nên mình tự tha thứ mình quá nhiều, cho nên cuộc đời có nhiều việc đáng tiếc xảy ra với chính bản thân mình và người thân. Cho nên trong nội dung của bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị cái cách để giúp cho chúng ta hiểu được mình hơn,
và tìm cách khắc phục những mặt hạn chế tối đa với mình hơn, và những cái sai lầm vặt vãnh trong cuộc đời thường xảy ra một cách vô tình. Mà bây giờ khi mình có tu học rồi, mình sẽ nhận hiểu. Xin thưa các vị, trên cuộc đời, bản thân của mỗi người chúng ta, ai cũng có cái sai và cái đúng, tức là cái tốt và cái xấu trong con người. Không một người nào trên cuộc đời này chưa chứng thánh mà gọi là tốt hoàn toàn, và cũng không có một con người nào trên cuộc đời này hoàn toàn xấu. Xấu và tốt chỉ là hai mặt của một tâm thức. Nó giống như hai mặt của một đồng tiền. Hay nói khác hơn, hai tính chất này cùng có trong mỗi con người chúng ta. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta biết được khi nào chúng ta tốt, chúng ta nhận ra được khi nào chúng ta xấu. Cái nhận diện được cái tốt, cái xấu của chúng ta, để chúng ta tìm cái cách tối đa để khắc phục những cái xấu và tìm cách phát huy những cái tốt. Đó là chúng ta đang lần bước để chúng ta từng bước tiến bộ, để giúp cho mình vươn lên trở thành thánh thiện trong cuộc đời. Để nói là tự thân của con người chúng ta thánh thiện thì không có đâu các vị. Tự thân của con người chúng ta không thể thánh thiện được, mà cần phải có sự tu tập chuyển hóa bằng cả một sự cố gắng của chúng ta. Còn ai chưa nhận ra được mặt tiêu cực của chính mình, cứ tự hào rằng trong cuộc đời này mình không có sai lầm, trong cuộc đời này mình không phải là người xấu. Và nếu chúng ta đinh ninh như vậy thì một ngày nào đó chúng ta sẽ tự thất vọng với chính bản thân mình. Cho nên một số người khi mà chị em Phật tử, bạn bè với nhau, khi đi tu hay là đi học hay là đi khóa tu như thế này, hoặc là thường kỳ chúng ta đi sám hối, chúng ta kêu bạn bè, anh chị gì đó, hôm nay đi sám hối với tôi. Cái người ta nói tội lỗi gì đâu đi sám hối ha. Tức là người ta tự nói người ta đâu có tội lỗi gì mà bắt người ta đi sám hối. Con người người ta rất là đinh ninh như vậy. Chị có tội nhiều quá đi sám hối đi, anh có tội nhiều quá đi sám hối đi, tôi đâu có làm gì tội lỗi đâu mà phải đi sám hối. Thì đây là một câu nói rất chủ quan với bản thân chúng ta. Một điều quan trọng nhất trong câu nói này ở chỗ là chúng ta không phân biệt được cái tội, cái phước, cái đúng, cái sai ở một mức độ của chân lý. Mà chúng ta đinh ninh rằng chúng ta chưa vi phạm luật pháp, có nghĩa là chúng ta không có tội. Câu này chúng ta hay mắc phải như thế. Và vì vậy trong cuộc đời, nhân quả là một chân lý, là một quy luật không loại trừ. Và vì vậy trong cuộc đời có những điều đáng tiếc, đến cuối cuộc đời mới giác ngộ, mới hối hận, thì lúc đó tiếc quá rồi. Cho nên xin thưa với các vị, giá trị trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta chưa ai tốt và ai xấu hơn với nhau ở một mức độ để cân đo đong đếm cả. Nhưng mà sở dĩ chúng ta khẳng định và quyết định một con người nào tốt hơn, xấu hơn, có giá trị cuộc đời nào hơn, thì ở đây người ta dựa vào những hành động và cuộc đời của chúng ta đã sống như thế nào, xây dựng được điều gì, đóng góp cho cái gì, và tự thân của người đó hy sinh cho cuộc đời những gì. Và dựa vào những cái đó để người ta khẳng định một người tốt và một người xấu hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái xấu cái tốt chúng ta cũng khó dò đoán một ai lắm. Trên nguyên tắc nhìn trong một hội trường này, dĩ nhiên tôi biết mức độ tâm thức của các vị về mặt tốt xấu nó có sự chênh lệch, chẳng phải ai giống ai. Không phải là mấy trăm người trong hội trường này, không phải mấy ngàn người trong tất cả các giảng đường ở đây là chúng ta đồng nhất với nhau như vậy. Không có. Người sân nhiều, người si nhiều, người ích kỷ nhiều, người đố kỵ nhiều, người hờn ghen nhiều, người bố thí nhiều, người tụng kinh nhiều, người ăn chay nhiều, người làm kia nhiều. Tất cả những cái thái độ về tâm lý của chúng ta muôn vàng sai khác. Cho nên giá trị của cuộc đời chúng ta nó dựa vào những cái gì mà chúng ta đã từng sống và từng làm cho cuộc đời. Cho nên con người chúng ta nó đa dạng trong muôn vàng hình thái. Ai muốn sống sao thì đó là quyền tự do của chúng ta. Nhưng sống làm sao để được đời trân trọng, sống làm sao cuộc đời có ý nghĩa, mà sống làm sao để xã hội ruồng bỏ, sống làm sao người khác khổ đau vì mình, thì đó là tùy lương tâm để các vị sống. Dân gian chúng ta từng có một câu sao: người ta thì ba thứ người ta, kẻ gì
kẻ 2,5 tiền, kẻ 30 đồng. Tức là nói rằng cái chữ ba đó đó, thật ra trên cuộc đời này ngàn muôn thứ chứ cái ba gì. Nhưng mà người ta muốn nói cái chữ ba đó là để tượng trưng cho cái số nhiều, cho cái đa dạng. Cho nên người ta mới nói người ta ba thứ người ta, chứ đúng là chúng ta phải hiểu rằng người ta vô số thứ người ta, mà hiểu là như vậy. Kẻ 2,5 tiền, kẻ 30 đồng, tức là người ta so sánh giữa một con người đó nó rẻ mạt và một con người đó có giá trị, sự chênh lệch nhau bởi trị giá của con người. Có những con người một bản thân họ thôi, họ làm lợi ích cho một gia đình, cho một xã hội, cho một cộng đồng, thậm chí cho một quốc gia, hay là lợi ích cho cả thế giới. Và có người ngược lại, một bản thân họ thôi, ai gần họ là người đó đau khổ. Các vị nên nhớ, có những người rất lạ kỳ, ai gian díu với họ là người đó đau khổ, ai giúp đỡ cho họ là người đó đau khổ, thậm chí giúp đỡ cũng đau khổ nữa, chứ đừng có nói là cái gì. Nó ngộ kỳ như vậy. Tức là người đó mà ai dính líu đến họ là họ sẽ bị lãnh đủ. Cho dù giúp đỡ họ mình cũng bị quan trái, cho dù kết thân với họ mình cũng bị quan trái, cho dù chơi với họ mình cũng bị quan trái. Đó là cái điều mà trong Phật giáo gọi là khi những người quá thiếu phước và ác nghiệp quá dày đầy, thì người đó đến đâu là hệ lụy cho người ta đến đó, và nỗi khổ cho người khác đến đó. Cho nên người ta mới nói kẻ 2,5 tiền, kẻ 30 đồng. Tức là nói một người cái giá trị thấp kém quá và một người giá trị cao siêu trên cuộc đời. Nên có một cái việc mà người ta đem ra thí dụ, có sự thí dụ là như vậy. Người ta nói là 5kg sắt. Có một anh kỹ sư này, anh tự ngồi nghiền ngẫm, anh chiết tính cho 5kg sắt này. Anh nói nếu 5kg sắt này, nếu anh làm thành những cây đinh thì anh có thể đem bán được 10 đô la. Nhưng mà cũng 5kg sắt này, nếu anh làm cây kim mai thì anh sẽ bán được 300 đô la. Và anh nói rằng nếu 5kg sắt này đem chế tạo để thành cái lò xo của các đồng hồ thì có thể bán được 25.000 đô la. Như vậy thì bây giờ cũng cùng là 1kg sắt, nhưng mà nếu là cây đinh thì nó lại chỉ có 10 đồng à. Nhưng mà nếu làm được cái kim mai thì nó lại được 300 đồng. Mà nếu tuyệt vời hơn, làm được cái lò xo đó thì nó lại tới 25.000 đô lận. Như vậy sự chênh lệch ở chỗ là kg sắt này không đổi khi làm đinh, 5kg sắt này không đổi khi làm kim mai, 5kg sắt này không đổi khi làm lò xo. Nhưng mà trái lại, trị giá của nó tại sao chênh lệch dữ vậy? Như vậy nhìn vào trị giá của đó, chúng ta xác định cái gì? Bản thân con người chúng ta ai cũng đầu mắt tai mũi lưỡi hoàn hảo. Tuyệt vời nhất ở đây chúng ta may mắn là chúng ta là hoàn hảo lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ. Nhưng mà sự chênh lệch của chúng ta khác biệt nhau ở trị giá, không phải là cân ông này nặng bao nhiêu, cân bà này nặng bao nhiêu để tính về trọng lượng, không có cái đó. Nhiều khi cái trọng lượng chưa hẳn là người đó có giá trị hay không. Trong một thân xác nhiều khi nặng như vậy nhưng mà chưa chắc có giá trị. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói giá trị là thân xác nặng nhẹ là tùy cái trọng lượng của con người, mập ốm hay là của mình là tùy. Nhưng mà trong con người đó họ chứa cái gì, tâm hồn họ nghĩ gì và bản thân họ làm gì. Và nếu họ là cái đinh thì lại là khác, mà họ là lò xo thì là khác, mà họ là cái kim mai thì là khác. Đó là chúng ta quyền tự chọn lấy. Chúng ta có quyền để biến mình trở thành cây đinh, chúng ta cũng có quyền biến mình trở thành lò xo, hoặc chúng ta có thể biến mình trở thành kim mai. Và cái đường cùng là mình chỉ là cục sắt. 5kg sắt là 5kg sắt, nó không có nghĩa gì hết. Thì cái này tùy ở mức độ chúng ta. Một câu thí dụ đó để chúng ta thấy gì? Giá trị trên cuộc đời này. Hôm qua có hai cái anh chàng nọ ở Canada về đây và gặp tôi mới nói. Trong hỏi chuyện thì hỏi rất là nhiều thứ, nhưng mà có một thứ anh nói với tôi như thế này: thầy, con người người ta sống để làm gì? Tự nhiên sống để chịu khổ đau,
Như vậy để có mặt trên cuộc đời, để sống làm cái gì vậy? Mục đích của con người sống để làm gì? Nếu hôm nay tôi hỏi các vị trả lời giùm tôi. Hả? Sao cười? Sống để cười. Hả? cũng là một vấn đề đó. Thật ra câu hỏi này từ xưa giờ chưa ai hỏi tôi cả. Nhưng mà tôi chỉ biết câu hỏi này Đức Phật đã từng tự hỏi mình. Trước khi đi tu, Đức Phật đã tự hỏi mình: trên cuộc đời sống để làm gì? Tại sao con người ta phải dương mang khổ đau? Ở đây hoàn toàn câu hỏi này tôi nói rằng nếu ngày xưa anh gặp Đức Phật thì quá tuyệt vời. Đức Phật sẽ trả lời cho anh. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói rằng nếu anh nói sống để làm gì, để con người chịu đựng khổ đau, thì vậy anh chết đi để làm gì? Nếu anh nghĩ rằng trên cuộc đời này anh sống để chịu khổ đau, để chấp nhận điều này điều nọ, như vậy anh chết đi có nghĩa rằng anh chấm dứt được khổ đau này không? Hay là anh chết đi để anh kéo dài cái thời gian để chịu đựng khổ đau này dài hơn? Cái này phải tự suy nghĩ lấy nha. Cho nên tôi mới nói với ảnh như thế này: một câu hỏi này nếu hỏi để hỏi thì không ý nghĩa gì cả. Anh có dám can đảm rằng nếu anh nói sống để chấp nhận những điều đó như một quan trái khổ đau chịu đựng như vậy, anh có dám bước ra khắc khổ tự tử chết liền giờ không? Dám không? Hay là anh có thể ban tặng cho tôi một cái bộ phận nào đó rồi anh chết đi, có dám không? Chắc chắn là không. Hỏi để hỏi chứ không phải hỏi để giác ngộ. Có những người hỏi mang tính cách giống như lắc léo mà thôi. Trong khi con người không phải là tư tưởng lớn thì đừng hỏi những câu này. Tôi mới nói rằng cái này có nhiều cách để chia sẻ và trả lời với anh. Nếu trên cuộc đời này sống để chấp nhận nhiều quan trái khổ đau quá thì anh hãy xem như anh chết rồi, để anh làm lợi ích trên cuộc đời này, để anh đừng bao giờ để có một kiếp người tương lai nữa. Anh giải thoát vĩnh viễn để không bao giờ chấp nhận ba cái sự lôi thôi phiền toái này. Còn bây giờ anh nói là cuộc đời sống như vậy có ý nghĩa gì, thì anh chết đi có nghĩa rằng anh vô tình anh kéo anh lặp lại trong cuộc đời để anh chấp nhận cuộc sống này trả dai và đau khổ như thế đó luân lưu trong vô số về kiếp sau nữa. Như vậy nếu anh hỏi bằng cái sự giác ngộ thì giờ đây anh hãy xem như chết rồi, để anh sống có ý nghĩa và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Anh sống được như vậy đi, về bỏ hết vợ con đi, về bỏ hết công ăn việc làm đi, đem thân này làm hết tất cả mọi thứ cho cuộc đời. Anh làm được điều đó hay không? Anh cười như các vị nãy cười với tôi vậy. Xin thưa. Cho nên tôi không thích trả lời những cái hỏi để hỏi. Nếu câu hỏi đó nó xuất phát từ sự trăn trở của một con người ôm chân lý tìm cầu giải thoát và vì đau khổ của nhân loại, câu hỏi này hoàn toàn tán thán. Nhưng câu hỏi xuất phát từ cái chuyện mà thắc mắc để tìm ra câu trả lời lắc léo chơi vậy thôi thì cái này nó không có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Chơi vậy thôi, để thỏa mãn tính hiếu kỳ, để lý luận chơi. Chứ thật ra mà nói, nếu hỏi bằng sự giác ngộ thì con người đã tuyệt vời lắm. Nếu họ cảm thấy rằng đời này họ sống để chấp nhận trả dai tiếp tục khổ đau, sanh già bệnh chết như vậy thì thôi một đời này thí mạng cho rồi. Làm tất cả các việc lợi ích cuộc đời, rũ bỏ hết tất cả bao nhiêu phiền toái, nhiễm ô, dục vọng, tham lam, sân si, đố kỵ, bỏ hết tất cả bao nhiêu điều hưởng thụ trên cuộc đời để trở thành con người sống khiêm tốn, hạn chế nhu cầu để phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho chúng sinh, một đời này để chấm dứt luân hồi sanh tử để không trả dai, quá tuyệt vời. Nhưng câu hỏi để chơi thì không có ý nghĩa gì, thành ra tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn như thế. Cho nên các vị thấy rằng mục đích và giá trị cuộc đời chúng ta nó nhiều lỗi lắm. Tùy tư duy và lương tâm của mỗi con người, người ta tự chọn cho mình một cái cách sống. Và mỗi con người của chúng ta ai cũng có những cái cách sống riêng của mình. Nhưng mà có những con người tự cho mình cái quyền quá lớn, tức là cái quyền được mình sai, cái quyền được làm điều đó, cái quyền được làm điều kia, cái quyền hưởng thụ điều này. Cho nên tất cả chúng ta thì cho phép mình những cái điều đó quá lớn, cho nên đôi khi mình dẫm vào trong nhiều cái sai lầm trong cuộc đời của chúng ta. Và những cái cách đó nó lệ thuộc rất lớn vào những cái trạng thái tâm lý của chúng ta. Tùy cái trạng thái tâm lý của các vị, trong cõi lòng của các vị, trong cái hạt giống tiềm ẩn của các vị, về tham, về sân, về si, về ích kỷ, về hưởng thụ, về dục lạc, về đam mê, về gì đó, nó tùy, dường như cái đó người ta gọi là bản năng, nhưng mà thật ra cái này cái hạt giống nhiều đời của các vị.
Cho nên Duy Biểu Học có một cái câu kệ rất là hay, đó là giá trị một đời người dựa vào những phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức ha. Giá trị một đời người dựa vào những phẩm chất. Phẩm chất là cái biểu hiện đời sống của chúng ta, trong cái nói, cái làm, cái tư duy, cái nhận thức, cái đóng góp, cái xây dựng. Biểu hiện cái đó là cái phẩm chất của con người, gọi là cái đạo đức của con người, dựa vào những phẩm chất. Nhưng mà phẩm chất đó từ đâu? Nó từ mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức à. Nó dựa vào những cái gì mà các vị đã từng quân tập, từng nuôi dưỡng nó đó, ở trong cái tâm thức của các vị. Dựa vào trong cái đó để nó chứa đựng, nó biểu hiện ra. Cái đó là biểu hiện từ cõi lòng của chúng ta, hay gọi hơn là biểu hiện của gì? Ai nói một câu trúng coi. Biểu hiện của quên rồi, được phải không? Xin thưa các vị, đó là biểu hiện của nghiệp. Những vấn đề này đào mãi chúng ta không hết nổi đâu. Chúng ta nói những điều nó nằm tính cách là khái niệm, một phương thức nhẹ nhàng thôi. Còn đào sâu vào rừng tâm thức là một cái điều đó không dễ tí nào cho tất cả những hành giả của chúng ta bắt đầu khởi tu như thế này à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những người cho mình cái quyền lớn quá, và chính cái quyền lớn quá đó cho nên chúng ta cứ cho phép mình giẫm đạp trên sai lầm. Mình có thể có quyền vì tham vọng, vì nhu cầu, vì hưởng thụ, vì ngã mạn, vì chấp ngã, vì ái thủ, tất cả vì cái này mà chúng ta cho phép mình được quyền sai. Nhưng mà chỉ cho phép mình thôi nha, người khác thì không. Chúng ta sẽ chỉ trích và kết tội tất cả những ai làm điều đó sai, nhưng mà bản thân chúng ta sai thì chúng ta nói là được quyền, vì chúng ta quá tha thứ cho chính mình. Chúng ta rất thông cảm cho mình. Tòa án của chúng ta chỉ phán quyết người mà chúng ta không phán quyết mình. Và vì vậy vô tình đã đẩy mình vào trong sai lầm, trong tội lỗi. Cho nên Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu rất là tuyệt vời: lỗi mình thì khó thấy, mà lỗi người thì dễ thấy. Lỗi người thì ta cố phanh tìm, như tìm thóc lẫn trong gạo à. Còn lỗi mình thì cố che đậy, như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Đây là câu Pháp Cú Đức Phật dạy. Lỗi người rất là dễ thấy, ai làm cái gì cũng thấy, hỡn chút là thấy, hỡn chút bắt bẻ, hỡn chút chỉ trích. Còn chúng ta sai giấy đầy hết trơn á, mà chúng ta không bao giờ thấy. Các vị có thấy vậy không? Gặp ai chút cái mỉa mai, gặp ai chút cái nói con đó vậy, thằng đó vậy, nhỏ đó vậy, mà ta còn hơn nó nữa, sao mình không nói mình vậy hả? Mà ngộ vậy đó, mình thấy nó nhưng mà mình không có thấy mình. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý những câu này. Cho nên có một câu chuyện này, chuyện thật đó. Ở một tu viện nọ đó, có một câu chuyện thật chứ không phải tu viện Tường Vân à. Trong đời sống tập thể của một tu viện á, thì rất là đông người. Thì trong cái tu viện đó xài nước, ăn, xài và tất cả mọi thứ đều nhờ trong một cái giếng. Uống cũng đó, tắm giặt cũng đó, rồi nói chung là mọi thứ khác, rửa hoa cúng Phật đồ cũng nhờ vào cái giếng đó. Thì xung một hôm đó có một vị thầy đi ngang cái giếng và nhìn sâu trong lòng giếng, cái thấy một cái quần nâu rồi. Thì khi mà thấy cái quần rớt trong giếng đó đó, thì vị này mới khởi lên trong lòng rất là khó chịu. Ai lại ăn dơ ở dái bừa bãi như thế này, mất lịch sự, thiếu vệ sinh à, mất oai nghi, thiếu cung kính, đủ thứ, kết tội cho người đó để như thế này. Cho nên vị thầy đó vừa nhìn cái quần mà miệng vừa la lên: ai lại làm rớt cái quần ở trong cái giếng như thế này à, la lên coi có ai đó nghe là coi như thế nào không. La hai ba lần chưa ai nghe, thì vị này mới tìm cái cây gì đó để khiều lên. Thì vừa khiêu nhưng mà trong lòng cũng vừa tức mà vừa làm bầm, và vừa suy nghĩ rằng: tôi mà vớt được cái quần này đem lên rồi hả, tôi vô tôi mét cả trụ trì, tôi đưa cả đại chúng coi của ai, để coi người đó biết mặt.
Nhưng mà khi vớt đem lên gần tới cái, ủa sao giống vườn mình ta. Cái gì đó bắt đầu tự nhiên khi thấy giống của mình cái giật mình rồi, bắt đầu kéo riết lên mà nhìn coi xung quanh coi có ai, hay là hồi nãy giờ có ai lỡ nghe cái đó không. Bắt đầu nhìn xung quanh rồi không có, bắt đầu vớt lên riết, giặt riết đem vô phơi và giữ chuyện đó kín mít mãi mãi trong cuộc đời. Các vị nghe qua câu chuyện chúng ta thấy nó rất là tức cười, mà câu chuyện thật để các vị thấy cái gì. Chúng ta sẵn sàng công kích tất cả mọi điều nếu điều đó là người khác. Nhưng mà nếu điều đó là mình á thì là khác à. Có phải vậy không? Tức là chúng ta không có kết tội mình. Chúng ta cho người khác là sai, chúng ta cho người khác là bậy, chúng ta cho người khác là quấy, chúng ta cho người khác là quá đáng. Nhưng mà nếu chúng ta cũng quá đáng, cũng bậy, cũng sai như vậy, sao chúng ta không la làng lên là tôi làm rớt cái quần trong giếng hả? Nhưng mà cái đó là của ai á thì mình sẵn sàng, thậm chí mình đem vô mình trình báo với hết ở trong chùa, trụ trì, chi sự đồ đều biết cái này của ai, và khiển trách người đó như thế, như thế, như thế. Các vị thấy, một việc thật nhưng mà đối với chúng ta nó bày tỏ cái quan điểm, cái con người của chúng ta như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta cứ che giấu bản thân mình. Cho nên sở dĩ chúng ta không trở thành một bậc thánh, không trở thành Phật, nhiều chướng ngăn của thánh đạo là ở chỗ này. Chúng ta tự tha thứ và thông cảm cho mình quá nhiều, và vì vậy cho nên vô tình chứa đựng biết bao nhiêu những tập khí phiền não nhiễm ô trong cuộc đời này mà chúng ta không có dịp để thanh lọc. Cho nên tu trong một đời sống tập thể như thế này rất hay. Các vị nhờ tu trong một đời sống tập thể cho nên các vị có cái cách để hoàn thiện mình tốt hơn. Vì như thế các vị tu nhiều người, các vị cũng cảm thấy các vị có sĩ diện, các vị cũng ngại ngùng, các vị cũng muốn được khen, các vị cũng ngại bị chê. Cho nên vì chỗ đó các vị cần phải khép mình tu học tốt để cho xứng tầm với đạo bạn. Không lẽ giờ này tất cả mọi người đang ngồi nghe pháp như thế này còn mình nằm ở góc nào đó ngủ khò khò, được không? Mình đâu có cho phép mình. Cho dù tôi không có rầy, ban tổ chức không rầy, nhưng mà tự thân mình không coi được. Nhưng mà nếu trong phòng giờ này thì sao? Giờ này lắc qua lắc lại còn chưa giật mình nổi nữa, có đúng không? Tức là nếu chúng ta một mình, chúng ta rất dễ buông trôi cái sự tu học của bản thân chúng ta. Và vì vậy cái chuyện tu tập là bản thân chúng ta, sự tu tập là lợi ích cho mình, mà mình còn tha thứ và buông trôi mình như thế. Cho nên cái lời của một vị thiền sư dạy một người đệ tử hoàn toàn không sai. Nếu một mình con trong phòng vắng, con hãy xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Tức là chỉ cái cách cho đệ tử mình dụng công 24/24. Cho dù tu hành ở này không cần ai biết hay là không cần ai chứng biết cái gì cả, chúng ta thấy là như vậy. Cho nên các vị nhớ, ở trong chùa có một cái bài kệ mà quét chùa. Ở đây ai thuộc cái bài kệ quét chùa không? Ai từng đi quét chùa đâu, các vị đưa tay lên đây. Không thuộc bài kệ này là quét mất phước phần nữa đó, còn có phần nữa à. Cái bài kệ nó là như vậy. Không phải tôi đọc cho các vị để mai này các vị học thuộc để đi quét chùa. Nhưng mà các vị nên nhớ là trong bài kệ này dặn rất là kỹ. Cái bài kệ Văn Hán là: Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách trí, nhược hữu thánh nhân hành. Thì cái bài kệ là cần tảo già lam địa là siêng năng quét đất chùa. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tức là mỗi ngày mỗi ngày mỗi giờ đó cái phước huệ mình nó tăng trưởng. Tuy vô nhân khách trí, tức là cho dù không có khách đi đến, nhược hữu thánh nhân hành, nhưng mà lại có thánh nhân đi. Cái câu nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta vệ sinh quét chùa, không phải là chùa chúng ta có khách du lịch chúng ta mới quét, không phải chùa chúng ta có ngày viếng chúng ta mới lên lao, mà việc đó là việc cần làm của bổn phận chúng ta. Lao quét chùa để làm sạch tâm mình, để tăng trưởng công đức, đó là việc cho dù có khách hay không, việc của khách. Còn bản thân chúng ta không phải vì khách chúng ta mới làm điều này. Chắc vị thấy cái bài kệ rất là hay.
Cần Táo già Lam Địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách trí, nhược hữu thánh nhân hành. Chữ trí đây là đến á, chứ không phải là trí là trí tuệ. Chữ há thì người ta viết cho mình coi rất là rõ, còn chữ Việt mình viết ra không có được rõ lắm. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Mình làm bất cứ một việc gì không nhất thiết là phải có ai. Cho nên tu tập niệm Phật, ăn chay làm phước, tất cả mọi thứ đó chúng ta là gì? Bào mòn nghiệp chướng của mình mà tăng trưởng phước huệ mà làm, chứ không phải đợi có ai khen tặng chúng ta mới làm. Làm những việc này không cần khen tặng. Đó là những cái việc mà chúng ta cần thấy như vậy. Cho nên khi mà bản thân của chúng ta thiếu tu tập, chúng ta cho mình một cái quyền rất là lớn. Mình có quyền sai, mình có quyền ăn hưởng, mình có quyền thế này thế kia, mà người khác không được cái quyền đó. Và vì vậy chúng ta dung túng thói hư tật xấu của chính mình. Ví dụ bây giờ một người đàn ông đi ra bên ngoài năm thê bảy thiếp, hoặc là ăn phở, ăn củ tiếu gì đó, tất cả những cái này thì được. Nhưng mà người vợ á, lỡ ngồi ngoài quán nước một cái đó thì về nhà rồi biết mặt, hoặc là thậm chí có thể xỉ vả tại chỗ. Tôi có một đứa Phật tử là như thế. Nó quá đau khổ khi chồng nó có những cái sự gian díu ngoại tình với bên ngoài. Nó mới thưa với tôi chia sẻ nhiều điều mà tôi dặn nó về. Con về con nói với chồng con như thế này: nếu mà em làm những điều như anh có cảm thấy anh đau khổ và anh có thể chấp nhận được hay không? Ví dụ anh đi với 5-10 người khác, còn em chỉ cần một người thôi. Một bạn trai nào đó chở em qua một cái quán, em ngồi như thế, em tâm sự, em nói chuyện, anh có chấp nhận và anh cảm thấy khó chịu và đau khổ không? Nó về nó nói y như vậy, rồi trả lời tôi một câu. Nó nói là chồng nó trả lời nó: anh thì được nhưng mà em thì không. Bó tay với nó luôn. Xin thưa thật các vị, có nghĩa là nó cho nó được cái quyền như thế, nhưng mà vợ nó thì không. Cho nên tôi muốn nói với các vị, con người người ta là như vậy. Tức là mình cho mình tất cả những cái quyền đó, mình nói là mình được, tức là mình được quyền sai. Còn người khác thì không được quyền sai. Trong cái lý luận bất công như thế mà chúng ta cũng lý luận được ở trong đầu. Dĩ nhiên về quy luật nhân quả thì chuyện này nó có cái giá phải trả của nó. Nhưng mà cái chuyện đó thì từ từ tới rồi biết. Nhưng mà trên nguyên tắc chia sẻ những cái hiểu biết, cảm thông, cái công bằng trong cuộc sống thì mình phải phân tích cho đến cùng, chứ không phải nói ngang như cua như thế được. Chúng ta phải biết rằng những điều đó là như vậy. Cũng vậy, có những người có thể cho phép mình nè, mình được quyền ăn, quyền nhậu, quyền hút thuốc, quyền đi chơi, quyền chơi số, quyền đánh bài, quyền tất cả. Nhưng mà con cái mình thì không. Ví dụ mình hút thuốc, con cái bắt chước hút thuốc, mình giả miệng nó: sao mày hút thuốc mày? Cái nó nói: ba hút đó, tao người lớn, tao ba mày mà. Có phải vậy không? Tức là mình chỉ cho mình là người lớn cho nên mình được cái quyền đó, còn mày nhỏ mày không có được. Nó chửi thề giả họng nó có bóp, nên vậy sao ba chửi được? Tao người lớn. Ủa vậy là người lớn được quyền chửi thề, nhưng mà mày nhỏ mày không được chửi thề. Các vị để ý những chuyện vặt như thế đó mà quan trọng lắm. Vô trong bếp người lớn, chị hay mẹ gì đó, anh gì đó, bốc lũm ngon lành, phải không? Hỏi làm gì vậy? Tao thử đồ ăn, có phải vậy không? Nhưng mà thằng nhỏ lại bốc thì sao? Giả cái bóp liền: sao mày bóp? Ủa vậy nãy mày làm đó là gì? Nhưng mà mình cứ cho là mình là người lớn cho nên mình được cái đó, còn nói nhỏ nó không được cái này. Những cái chuyện đó các vị thấy đơn giản, nhưng mà tại sao vậy? Tại sao chúng ta cho chúng ta cái quyền cũng cái việc đó mà chúng ta lại chỉ trích, chúng ta bươi móc nó, chúng ta thấy này thấy khác, còn trong khi chính bản thân nó, các vị kết tội nó là sai. Vậy cái đúng cái sai ở đây dường như nó không có lý lẽ của nó. Cái đúng cái sai nó lệ thuộc vào hết sức chủ quan, là cái gì cái việc đó của mình làm và thuộc về mình thì cái gì cũng đúng, nhưng mà cái đó về người khác, thuộc về của người khác thì cỡ nào cũng sai. Đây là chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cổ đức mới nói một cái câu là: dùng cái lòng mà tha thứ cho mình mà tha thứ người, và dùng cái lòng để chỉ trích người mà chỉ trích chính mình, thì người đó mau trở thành thánh nhân lắm. Người ta nói là như vậy. Nhưng mà ai làm ngược là như vậy? Ngu sao chỉ trích tôi? Chỉ trích tao chỉ trích thôi, chỉ trích mình làm gì? Cho nên chính cái chỗ đó mà
chúng ta mãi mãi có những quan trái, có những điều bất công, có những đấu tranh, có cái mâu thuẫn và làm gây thương tổn cho nhau thường xuyên là xảy ra là vì những cái chỗ này. Nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà nó lại để xảy ra hoài. Cho nên trong cuộc đời sống tu học của chúng ta, nhờ có tu học chúng ta mới nhìn được những điều này. Và nhìn được những điều này là bắt đầu khởi điểm cho chúng ta bắt đầu làm những con người làm tốt lại rồi đó. Tức là nhận ra mình có những cái tật xấu này, nhận ra có những cái kém khuyết kia, nhận ra những cái thiếu sót nọ, và từ từ bắt đầu phát triển hạnh lành và đạo đức tăng trưởng, chúng ta mới bù đắp lại lần lần trong cuộc đời của chúng ta. Chứ còn bằng không, trong cuộc đời của chúng ta cứ là như vậy, cứ cho phép chúng ta như vậy, còn người khác thì chúng ta không có chấp nhận, và chúng ta cứ kết tội người khác mãi mãi là như vậy. Và chúng ta là người lớn cho nên chúng ta được quyền la quát tháo, chúng ta là giám đốc của một công ty, chúng ta là chủ trong một ngôi nhà, chúng ta được quyền bắt nạt người này người khác. Nhưng mà người khác thì không, nó lại là như thế nữa. Ủa, tại sao những cái điều đó chúng ta thấy người khác làm chúng ta khó coi, vậy mình làm người ta dễ coi sao? Đôi khi mình có đặt suy nghĩ gì không? Tức là người đó làm cái đó xong mình thấy khó coi quá, mình thấy ghét quá, thằng này cà chớn quá, thế này ăn nói lỗ mãng quá. Nhưng mà tới mình thì mình coi được, nhưng mà đâu biết rằng ta cũng khó coi giống mình. Thành ra những cái suy nghĩ này nó giúp cho chúng ta nhận thức ra những cái điều hay trong cuộc đời. Cứ nhận thức hoài đi, phân tích và hiểu biết đi. Đối với chúng ta có lợi chứ không có hại đâu mà sợ. Ngày hôm nay có thể chưa khắc phục được, ngày mai, năm sau, 5 năm, 10 năm, thế nào có một ngày rồi tất cả những cái này chúng ta cũng có thể điều phục được, nếu chúng ta nhận thức được cái điều đó là sai. Nhưng mà con người chúng ta là cứ chiều chuộng bản thân mình, cái thói quen của chúng ta là như vậy, cứ chiều chuộng hết chuyện này cho chuyện khác. Như vậy, cách đây chưa đầy một tuần, có một cô gái này 25 tuổi mail cho tôi một cái email vừa thảm sầu vừa đau khổ, cũng vừa trách móc mà cũng vừa biện hộ. Xin thưa các vị, chưa đầy 25 tuổi mà đã từng trải qua sống với 5 người đàn ông. Và cậu nói với tôi như thế này là: con nghĩ con cũng đâu phải là tệ bạc lắm đâu, con cũng đâu phải là cái kẻ ăn chơi trá táng gì, nhưng mà tại sao lại như vậy? Bây giờ chỉ điều duy nhất là con muốn hạnh phúc mà không có hạnh phúc được. Người con yêu thì người ta lại bỏ mặc, mà người con không yêu thì con lại tội nghiệp phải dấn thân như thế này. Tức là cả những người cậu yêu và cả những người không yêu, cậu điền trao thân gửi phận cả. Những người cậu không yêu thì cậu nói có lý do để tội nghiệp cho nên cậu trao thân. Còn người cậu yêu thì trái lại là cậu trao thân nhưng mà người ta bỏ cậu. Và chính người không yêu thì người ta bỏ cũng đã đành. Cho nên cổ nói là cổ rất đau khổ. Bây giờ ước mơ điều duy nhất của cổ là cổ làm điều đó, cổ thấy tội lỗi và cổ muốn quay lại trong cuộc đời, nhưng mà dường như không có người nào có thể chấp nhận để đáp lại tình yêu của cổ. Tôi nói là không phải người ta không đáp, mà cô tự đánh mất tình yêu của mình, cô tự đánh rơi hạnh phúc của mình bằng những cái chiều chuộng bản thân của mình một cách quá dễ dãi như vậy. Sở dĩ người ta đam mê một con người, người ta quý trọng một con người là ở chỗ là con người đó người ta không biết là cái gì, cho nên người ta mới đam mê. Còn ở đây cô trao như thế có nghĩa là cô tự đánh mất những gì mà người ta trân trọng và quý chuộng. Như vậy thì cô nghĩ rằng người ta có thể quý trọng cô nữa hay không? Tức là người ta không quý do mình chứ không phải là do người ta. Cũng chính vì chỗ đó mà trong truyện Kiều có một cái câu rất là hay đó: trong khi chấp cánh liền cành mà lòng khinh thị để dành một bên. Cái câu lúc mà Kim Trọng á tỏ tình và thể hiện cái mức độ cao hơn trong mức độ tình cảm trong mối quan hệ đó, thì Thí Kiều mới ngăn lời, mới nói với Kim Trọng một câu như thế đó. Nói là chàng đừng nói như vậy, trong khi chấp cánh liền cành mà lòng khinh thị để dành một bên. Có nghĩa rằng nếu em không giữ phận em, không giữ danh giá của một người con gái, thì em có thể dễ dàng chấp nhận cho chàng, nhưng mà mai này chàng có còn trọng em không? Hay là trong khi chàng đến với em, chàng đã khi dễ tự trong đáy lòng của chàng rồi? Câu này là lúc Thí Kiều ngăn Kim Trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chuyện trong cuộc đời của chúng ta, bản thân này của chúng ta, chúng ta làm chủ, chúng ta muốn làm gì làm.
Chúng ta muốn cắt chỗ nào chúng ta cắt, chúng ta muốn ăn chơi chúng ta cứ ăn chơi, chúng ta muốn nhậu cái nhậu, chúng ta muốn trao ai trao. Cái điều đó bản thân chúng ta có quyền. Nhưng để rồi chúng ta đày đọa chúng ta, để làm cho mình trở thành cây đinh, để làm cho mình trở thành kim đồng hồ, trở thành cho mình là cái lò xo, hay là trở thành cái kim mai gì đó, cái này tùy chúng ta. Chứ còn bản thân chúng ta ai can thiệp vào? Chúng ta có quyền, có quyền quyết định những cái này, cái kia, cái kia, cái nọ. Nhưng mà vì đôi khi chiều chuộng nhất thời mà đánh mất cả tương lai. Bây giờ mai này tương lai có thể quay trở lại, hay là tương lai sắp đến mở cửa, chúng ta có đủ tự tin để bước vào ngưỡng cửa của tương lai không? Nói nhiều điều rất là khó nói. Có thể bản thân chúng ta có quyền, nhưng mà chúng ta không trân trọng bản thân mình thì cả cuộc đời này cũng không ai trân trọng bản thân mình đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tại sao giá trị của con người, có một người đó cũng tuổi đó mà họ hạnh phúc, họ danh dự, họ được người khác quý trọng, cũng là tuổi đó, nhưng tại sao người khác khi dễ, bạn bè xem thường? Hãy xét lại đời sống, phẩm chất, đạo đức và hành xử hàng ngày của chúng ta đó. Cái đó nó biểu hiện hàng ngày thôi, trong lòng tin, trong ánh mắt, trong cái nhìn của tất cả mọi người, đâu có gì khác biệt đâu. Cho nên hơn nhau hay không là ở những cái chỗ như vậy. Vì vậy cho nên khi cô bày tỏ cái điều đó với tôi, cô cảm thấy rất hối hận ăn năn. Nhưng mà tôi nói rằng quy luật trên cuộc đời cô phải làm, và cái giá cô phải trả đó là chuyện đương nhiên. Trả đầu tiên là cho sự dễ dãi và tự tha thứ với chính mình, tức là mình cho phép mình như vậy và mình cảm thấy rằng mình làm như vậy là mình là người tốt, mình là người có lương tâm gì đó. Nhưng trái lại, những nỗi khổ, những hậu quả này hoàn toàn một mình ôm lấy và chấp nhận chua cay. Ai có thể chia sẻ được điều này với mình? Cho nên tôi nói điều duy nhất trong cuộc đời, hãy lặp lại từ ban đầu. Có thể cho đó là quá khứ, có khóc lóc, có giật giả, có chết đi, có trách mình, có đâm năm dao bảy dao cũng thế mà thôi. Quan trọng nhất là bây giờ lặp lại từ đầu. Đừng bao giờ đánh mất những điều đáng tiếc trong cuộc đời này một cách dễ dãi nữa. Thì hy vọng rằng chính bản lĩnh đó có thể giúp cô vượt qua những thử thách. Và cũng chính vì điều đó mà mới có đề tài hôm nay. Đề tài này xuất phát từ nhiều ý tưởng, và trong đó có một phần là ý tưởng đó. Tức là quá dễ tha thứ cho mình thì thành ra chúng ta đã vô tình lún sâu mãi vào trong tội lỗi trong cuộc đời. Và cái sai lầm của mình, cái tha thứ của bản thân mình, đôi khi mình lại đè nặng lên làm đau khổ nhiều người khác. Nhiều người khác. Đôi khi vì sự hưởng thụ của cá nhân chúng ta mà chúng ta lại làm nhiều người phải hệ lụy, phải chịu chung với những cái khó khổ của bản thân chúng ta mắc phải. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý có người vì tha thứ cho mình nhiều sai lầm, giống như gia đình hồi nãy của cái cô Phật tử đầu tiên tôi nói vậy. Bản thân rất đau khổ mà nói không bao giờ chồng chịu. Không bao giờ chồng chịu. Cứ cho những cái điều đó đó là anh ta được quyền. Và vì vậy cho nên cô này cứ khóc hết ngày này tới ngày kia như vậy. Và nếu cái việc trở lại của cái cô hồi nãy, cái cô mà trải qua năm cuộc tình ái như thế, thì chính cái chỗ mà cổ quá dễ dãi như thế đó thì cổ lại đau khổ với chính bản thân mình. Trước khi đó đó cổ thực hiện điều thì cổ nghĩ như một điều lạc quan, nhưng mà sau rồi lại là một điều hối hận. Con người chúng ta là như vậy đó. Và chính cái hối hận nó cứ dài vò lương tâm hoài. Cho nên tôi có khuyên với cổ một câu, tức là tôi khuyên hồi nãy giờ giống như những gì tôi chia sẻ đó, nhưng mà tôi nói rằng người ta đã từng nói người nữ ở tuổi teen á hay rơi vào trong những trường hợp mà để đánh mất bản thân mình, trong bốn trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là khi đến nhà chơi với bạn là gia đình không có ai ở nhà. Trường hợp thứ hai là những cuộc hẹn cuối cùng trước khi người bạn trai của mình đi du học hoặc là kết thúc cho một cái chương trình gì đó. Trường hợp thứ ba là đối tượng của mình là bạn trai quá ghen tuông. Và trường hợp thứ tư là trong những ngày đặc biệt, ví dụ như Valentine hay là ngày sinh nhật hay là ngày kỷ niệm hai đứa bắt đầu yêu nhau. Tất cả những trường hợp này
rất dễ dàng tạo điều kiện cho những người bạn gái tuổi Tin đánh mất giá trị vàng son của con người mình. Cho nên người ta khuyên trong đó, nếu đến nhà bạn trai chơi trong trường hợp là cha mẹ không có nhà và chỉ có hai bản thân, thì nên cố làm sao mời bạn đi ra một công viên hay là một nơi nào đó tâm sự thì dễ dàng tốt hơn. Còn bằng không, không cách nào chúng ta vượt qua được những cái hoàn cảnh khi chỉ có hai người. Đó là cái cách khuyên của người ta. Để sao vậy? Để mình được bảo vệ cái gì đó thì sau này mình trở thành giá trị trong cuộc đời này với bao nhiêu người khác. Dù hôm nay có thể thành công với người đó hay là có thể gãy đổ đi thì chúng ta cũng không mất mát bất cứ điều gì. Còn thứ hai nữa là khi trong những cái trường hợp là cái người bạn trai chuẩn bị đi du học hoặc là kết thúc một cái khóa gì đó, thì vì lần cuối cùng gặp nhau cho nên chúng ta hay dễ dàng chia sẻ những cái điều mà từ bấy lâu nay chúng ta hằng giữ lấy. Và điều thứ ba là khi một người bạn trai quá ghen tuông, mình muốn chứng minh mình là cái người không phải như vậy, mình là người thuộc về bạn trai của mình, vì vậy cho nên mình dễ dàng trao thân để chứng tỏ rằng mình chỉ có anh ấy, như vậy là chết. Và điều cuối cùng đó là cái ngày kỷ niệm, cái ngày đặc biệt, ngày tình yêu, ngày sinh nhật, những ngày gì đó, tất cả những điều này người ta khuyên các bạn đừng dễ tha thứ mình trong những trường hợp như thế, để đánh mất danh dự, giá trị và hạnh phúc lâu dài của con người. Đây là điều mà tôi nói thật sự. Trong tất cả những cái sách kinh nghiệm của những nhà tâm lý học, người ta đã giúp cho tuổi teen vượt qua những thử thách và khó khăn trong cái tuổi trưởng thành đầu đời của mình. Vì vậy tôi thấy cái này cũng cần thiết để chia sẻ với những người bắt đầu mới lớn đó. Tất cả những điều đó, khi chúng ta bắt đầu mới lớn, chúng ta dễ dàng thông cảm và tha thứ cho bản thân mình nhiều lắm. Chúng ta chỉ nghĩ chúng ta được quyền cho phép mình có quyền sai à. Cho nên người ta có nói là có một cái đoạn đó, như một cái lời tôi đọc trong một cái quyển sách nào đó, họ nói là nước Mỹ có ba lời nói dối mà tuổi trẻ người ta thường mắc phải. Cái lời nói dối đầu tiên trong những bạn trẻ đó là gì? Là tôi được quyền sai. Đây là lời nói dối đầu tiên. Cái nói dối thứ hai trong các bạn trẻ đó là gì? Là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với chính bản thân tôi đâu à. Và lời nói dối thứ ba đó là cái gì? Bởi vì tôi còn quá nhiều thời gian để làm điều đó mà. Ba điều này người ta nói rằng bạn trẻ tại nước Mỹ hay mắc phải. Cái điều thứ nhất là tôi được quyền sai, có nghĩa rằng người lớn thì không được quyền sai, nhưng tôi còn nhỏ mà, tôi là thanh niên mà, tôi là thiếu nữ mà, tất cả những cái này tôi còn quyền sai, tôi còn nhiều cơ hội để lặp lại trong cuộc đời. Vì vậy cho nên chúng ta cho phép chúng ta thế này, cho phép chúng ta thế kia, thậm chí chúng ta có thể là cho phép để chúng ta biết được cái này, cái kia, cái nọ. Và vì vậy chúng ta lọt phải những cái sai lầm như ma túy, như bệnh tật à, như là nhiều cái vấn đề tệ nạn khác trong cuộc đời của các bạn trẻ. Cho nên ở đây đừng bao giờ cho phép mình là được quyền sai, đừng nói như vậy. Và đừng quá tha thứ cho mình, phải khắt khe với chính bản thân mình mà không biết mình còn giữ mình được hay không. Chứ đừng có nói là cái việc mà mình cho phép mình sai như thế. Và cái điều nói dối thứ hai trong giới trẻ của nước Mỹ đó là việc đó không bao giờ xảy ra với tôi đâu. Có nghĩa là thấy một người bị ma túy, tôi dễ gì hút hút chứ dễ gì tôi bị ghiền như nó, có phải không? Thấy người đó chơi như thế đó, mình nói tại mày chơi hết tiền hết của là mày ngu, chứ tao ăn chơi như mày dễ gì tao hết tiền như mày đó. Tức là chúng ta có quyền như vậy. Ai á, ta cũng cho là thiếu hiểu biết, là gàn dở, là cái gì đó nên mới bị lỗi này, nên mới bị tệ kia, mới bị sai lầm nọ. Còn tôi dễ gì sai. Tôi nói thật với các vị, cái này là chuyện nội bộ của bên các cái ngành cảnh sát thôi nha. Trong bất cứ một tổ chức nào đó ha, mà những nhóm đánh bài hay những hút chích hay là những ma túy hay là những cái nhóm bạo loạn, bạo động hay là nhóm ăn chơi quậy phá gì đó, dường như cũng có những người mà cài đặt vào trong đó. Cái sứ mạng của người ta đi là người ta muốn vào trong đó để người ta hiểu biết được nội tình, để người ta thông báo, để người ta giải quyết một vấn đề đó. Nhưng mà các vị biết rằng rất nhiều người khi lâm vào trong trường hợp đó rồi
cuối cùng trở thành những người nghiện ma túy, ăn chơi bài bạc còn hơn những người kia không? Cái chuyện này các vị biết không? Những câu chuyện về báo chí, những câu chuyện về hình sự, tất cả những cái này các vị biết là như vậy. Trước khi vào đó người ta là được tập luyện đàng hoàng đó nha. Người ta là người làm với trách nhiệm đó. Người ta hòa vào trong đó là không phải để người ta bị nghiện đó. Người ta biết rất rõ cái trách vụ của người ta bên mình đó. Nhưng mà các vị thấy rồi, khi rơi vào trong trường hợp đó có thể cứu được hay không? Quan trọng vô cùng ở chỗ này. Cho nên tôi nhớ tôi có giảng cho các vị một cái bài giảng là làm chủ bản thân. Bài giảng này dường như tại chùa Hoàng Pháp. Tôi đã từng kể cho các vị nghe câu chuyện về con đười ươi đó, mà uống rượu á, các vị có nhớ không? Một câu chuyện này nó làm cho chúng ta cảnh tỉnh lên rất nhiều về điều này. Cái câu chuyện đó lại nói như thế này. Một bầy đười ươi đây là đã bị gì? Các anh chàng thợ săn đã phục rượu và bắt gần hết cái bầy đàn. Cho nên cái con chúa đàn ở trong đó, đó nó muốn bảo vệ các cái con trong đàn còn lại. Vì vậy cho nên là nó mới dẫn tất cả những cái con này đi vào trong rừng sâu. Cái người thợ săn thì thông minh và tài ba, cho nên ông mới biết rằng những con đười ươi này khi muốn bắt được nó thì buộc lòng phục rượu, nó say rượu thì mình mới bắt được, chứ không có cách gì có thể bắt được nó cả. Vì vậy cho nên những kẻ thợ săn này bây giờ bầy đàn này nó đã dẫn tuốt vào rừng sâu rồi, làm sao để bắt được nó đây? Nhưng mà các vị biết những tay thợ săn này cũng phải là chuyện bình thường. Anh ta mới mua những loại rượu mà rượu cao cấp á, rượu thơm á, anh ta mới để trên gió, phải không? Để trên gió anh ta mới mở hết những cái nắp ra để anh ta cho bốc cái mùi rượu và gió lùa các mùi rượu này vào trong rừng. Thì các vị biết rằng cả con đười ươi chủ đàn á và tất cả những con trong bầy, khi mà mùi rượu bay tới đó thì nó biết rất rõ là ngày xưa cũng vì cái mùi này mà bầy đàn nó muốn chết gần hết. Cho nên bây giờ khi cái mùi đó bay tới thì nó làm sao? Nó mới chỉ, nó chửi cái mùi đó. Nó chí che, nó chửi, nó biểu hiện là vì cái mùi này mà bầy đàn tao chết gần hết rồi. Nó biết rất rõ là như vậy các vị. Nhưng mà nó chửi hồi cái nó đi ra tới ngoài bìa rừng. Nó nghích nó hửi như thế này. Và nó nhìn thấy từ xa xa đó có những cái hũ rượu. Bắt đầu gió tiếp tục phất vào nữa thì nó mới hiểu rằng cũng vì hũ rượu này mà bầy đàn tao muốn chết gần hết. Cho nên nó đứng ở trong bìa rừng thôi. Nó chỉ những hũ rượu đó, bắt đầu nó chửi nữa. Nó chửi. Nó chửi hồi cái nó ra khỏi bìa rừng. Thì nó ra khỏi bìa rừng thôi, nhưng mà cũng còn đủ cái khoảng cách để có thể có việc gì thì chạy vô rừng. Nó thì ra đó. Ra khỏi bìa rừng thì bắt đầu cả bầy đàn mới chí ché, mới chửi nữa. Chửi những hũ rượu đó. Chửi hồi cái đứng sát bên. Các vị thấy hay ở chỗ này, Đức Phật cho thí dụ rất tuyệt vời. Các vị biết đứng sát bên có chuyện gì xảy ra không? Không, đứng sát bên này mà thợ săn có đến thì sao? Thì chạy, đúng rồi, đâu có sao. Khi đứng sát bên rồi, đâu có sao. Cho nên cũng chỉ vô cái hũ rượu, chửi nữa. Đâu có sao, cái tên là chí ché cũng chửi gì. Mày mà bày đàn tao như thế. Rồi, chửi hồi cái gió nó cứ phất mùi rượu lên hoài. Những con trong đàn nó mới dặn lòng, mình uống nhiều thì nó bị xỉn, thằng thợ săn nó bắt được. Cho nên chỉ dùng một ngón tay một thôi, nhúng vào trong hũ rượu này mấp miếng. Một ngón thôi, cho nên là khi nhúng vào trong hũ rượu mấp miếng, có sao không? Ban ngày mà chưa sao, có phải không? Không có chuyện gì xảy ra. Mấp miếng xong cái nó mới nói như thế này, một ngón thì đâu có sao. Thì bây giờ hai ngón thôi nha. Tức là tự dặn với lòng là chỉ hai ngón tay đút vào rượu này để mất thôi, không có lấy thêm nữa. Và hai ngón, rồi tới gì? Ba ngón, rồi bốn ngón, rồi cả bàn tay. Rồi sao? Bưng nguyên hũ rượu uống. Rồi sao? Thì xỉn. Xỉn là sao nữa? Thì các vị tự trả lời. Lúc đó là giang xưa bây giờ đóng thuyền rồi, có phải không?
Đức Phật cho ví dụ không sai chút nào. Đức Phật cho ví dụ đó để chúng ta tự nhìn dẫm lại chúng ta. Khoảng cách giữa trong rừng và cái hũ rượu này nó càng xa tích như thế, và những mùi rượu chỉ lất phất như thế, mà chúng ta còn không có thể kiềm chế mình được, huống chi là đứng tới hũ rượu và đút tay vô từng ngón như thế, làm gì có thể thoát ra nổi các vị. Nhưng mà con người chúng ta thường khi là như vậy, tức là khi đụng chuyện, khi sai lầm, khi tội lỗi, khi thất bại thì chúng ta mới ôi thôi, chúng ta mới trách cứ rằng tôi sai thế này, tôi sai thế kia. Nhưng mà cái chuyện đó người ta thấy rằng mình sẽ sai đó, nhưng mà chưa tới, không bao giờ mình chịu. Tức là mình đang còn đứng trong rừng, mình còn đang đứng bìa rừng, mình đang đứng giữa rừng, mình đang đứng bên hũ rượu, thậm chí mình đã chọt một ngón tay vào để múc rồi, chưa sao cả. Cho nên lúc đó không bao giờ ai chấp nhận rằng mình sai. Bao giờ bị thợ săn bắt trói và tưởng bị đem cắt cổ lột da, thì lúc đó mình mới biết rằng đến lúc sai. Chúng ta thông thường là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị cái câu chuyện năm xưa đó, là một cái cô đó là cổ đã có gia đình đó. Một anh chàng đó chạy Honda ôm gần nhà, mà anh cảm thấy yêu cô ta, anh tỏ tình. Cô ta mới nói rằng là tôi đã có chồng, cho nên là tôi không thể làm khác đạo lý được, cho dù chồng tôi là người xấu, dở tệ gì đó, mèo đồng gà chó gì đó, nhưng tôi không làm khác hơn được. Nhưng mà cô ta miệng thì nói như vậy, nhưng mà mỗi buổi chiều anh chở tôi đi tụng kinh, nhờ anh chở đi tụng kinh đó. Thì sao? Người ta tỏ tình thì không chịu, mà lại nhờ người ta mỗi chiều chở đi tụng kinh đó. Rồi á, người ta tỏ tình lại không chịu, mà hàng tháng như vậy xin người ta 200.000 để chi? Để đi làm từ thiện giùm cho anh ta có phước. Thành ra cô đó đến khi tâm sự với tôi, cô ta kể những cái điều là con đâu có muốn những điều đó xảy ra. Ở đây là con vì muốn anh chở đi tụng kinh cho anh có phước mà. Con xin ảnh 200.000 để đi làm từ thiện giúp anh ta cho anh ta có phước mà. Con làm việc này tốt mà, chứ con đâu có ý gì sai lầm đâu, mà bây giờ con phải chịu thế này như vậy. Đó là phụ nữ lúc nào cũng biện hộ cho chính mình. Những hành động đó đó, nếu chúng ta cắt dứt khoát rồi thì tại sao chúng ta lại nhờ chở đi tụng kinh mỗi chiều? Chúng ta làm việc nó trá hình quá vậy. Chúng ta không dám tự nhận lấy chính mình, nhưng mà chúng ta lại làm những hành động đó đó. Cho nên người ta mới nói con gái nói có là không là chỗ này. Cái chối từ của họ đó làm cho người khác rất là khó có thể bỏ đi. Cho nên một nhà thơ ông đã từng nói một câu rất là hay: em bảo anh đi đi sao anh không ở lại, em bảo anh đừng đợi sao anh vội về ngay. Tất cả những cái điều này, thật ra những cái cách làm như thế đó là mình tự lừa mình. Như vậy thì ở đây là mình tự cho phép mình những điều đó, mới có những điều sai lầm sau đó xảy ra, chứ không thể nào mà tự nhiên như thế được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi học tu, mình phải đầy đủ trí tuệ, sáng suốt và bình tĩnh để nhận ra những trường hợp này. Đó là tôi đem cho các vị như một thí dụ thôi. Vô vàn chuyện khác trên cuộc đời, ở đây tôi nói với các vị là đời không đúng, không sai, không lỗi phải gì cả. Nhưng hiểu được một điều, khắc phục được một nhược điểm, thì tự cứu mình ra khỏi một nan giải, một gian lao, một khổ cảnh. Vậy thôi chứ không có gì cả. Ai tự làm tự cứu lấy. Đời không ai có quyền trách móc và chê cười ai cả. Việc đó tùy mỗi bản thân của chúng ta. Tu học là chuyện của chúng ta, được không là chuyện của chúng ta. Đó là cái quyền của mình. Nà, cho nên chúng ta nên nhớ là những gì tôi chia sẻ với các vị, các vị nên lấy đó như là một bài học để suy gẫm từng chút một. Còn vô số những chuyện khác nữa, các vị tự gặp những hoàn cảnh đó rồi nhớ những gì mình đã từng học, từng tu, từng điều phục lấy chính mình, từng chiến thắng lấy chính mình, rồi lúc đó chúng ta sẽ có một phương thức để sống cho chính bản thân mình. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, trong cuộc đời này chúng ta đã tạo ra vô số những cái duyên nghiệp cho bản thân chúng ta. Vì tha thứ mình cho nên chúng ta tạo nhiều duyên nghiệp đó.
Và duyên nghiệp trong cuộc đời để làm chúng ta dễ tha thứ mình nhất, đó là duyên nghiệp ái tình. Chúng ta nên nhớ vậy. Tại sao vậy? Bởi vì hành động có ái tình nhìn thấy dường như nó không có ác độc. Chúng ta thường lý giải là trong tình yêu, trong ái tình này, tôi đâu giết ai đâu, tôi đâu hại ai đâu, tôi đâu làm khổ ai đâu, tôi đâu cướp bóc của ai điều gì đâu. Chúng ta cất biện hộ, chúng ta xem như là một hành động đập đầu, đâm chém, đánh lộn, cướp giật gì đó, chúng ta mới thấy nó là quan trái. Nhưng mà xin thưa các vị, những cái đó là cái hệ lụy của điều này. Nếu một điều này xảy ra thì vô vàn hệ lụy khác nó sẽ xảy ra theo. Cho nên tất cả chúng ta khi tạo ra những hệ lụy cho phép mình được những cái điều như thế, thì những cái ràng buộc về điều đó chúng ta không có cách nào chạy thoát khỏi đâu tất cả các vị. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và các vị biết rằng phần lớn trong cuộc đời chúng ta bị gạt tiền, gạt này gạt kia ít, nhưng mà bị gạt ái tình thì lại rất là nhiều. Nhưng mà khi bị gạt ái tình, chúng ta sẽ mất tất cả những cái khác. Mất tình là đã đỡ rồi, nhưng mà vì tình cảm cho nên chúng ta có thể mất rất nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ hệ lụy theo đó là tiền, là danh phận, là địa vị, là cái này cái khác sau đó. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Cho nên á, thay vì người ta muốn gạt tiền các vị mà người ta đến người ta giật các vị, chắc là khó giật lắm. Người ta nên đặt vấn đề để mượn tiền các vị là khó lắm. Nhưng mà người ta đi bằng con đường này dễ nè. Người ta đi bằng con đường tình ái. Người ta dám chấp nhận một con đường tình ái để người ta thí mạng vào trong đó. Giống như là cá cắn câu rồi thì lúc đó bao nhiêu tiền ngày xưa người ta hỏi, thay vì người ta mượn, nhưng bây giờ buộc lòng mình phải đưa. Đây là cái chỗ này chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra tất cả những cái gì nếu chúng ta không khéo, chúng ta tha thứ và thông cảm cho mình quá nhiều, thì những cái hệ lụy này nó sẽ xảy ra. Cho nên đôi khi từ tình cảm nó biến trở thành hận thù. Chúng ta bị gạt chúng ta sẽ hận thù chứ sao. Nhưng mà khi chúng ta nói, chúng ta không nói được. Các vị nên nhớ là như vậy. Nói thì không nói được, nhưng mà hận là hận ở trong lòng, không dám kể cho ai. Các vị thấy là như vậy. Con bé 14 tuổi à, mà nó thương một anh chàng gần 30 tuổi, mà anh chàng này đã có vợ rồi nữa. Khi mà nói lại với tôi rằng cha mẹ ngăn cấm và la rầy cô bé nọ, mà bây giờ con đã lỡ thương ảnh rồi, bây giờ con phải làm sao? Tôi xin thưa với các vị, có những cái email mà mình phải giật mình chứ không phải là chuyện bình thường. Cô bé kể lại rằng anh ta nói rằng anh ta sống với vợ không có hạnh phúc, nhưng mà anh ta đến với con anh ta thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. Và bây giờ thật lòng con đã yêu anh ta rồi, con phải làm sao? Xin thưa với các vị, tôi mới nói là quá ngu khờ như thế, giả dột như thế. Có thằng nào mà muốn được lòng mình mà nó nói nó đang sống hạnh phúc đâu hả? Các vị hỏi nó hết rồi mày, có phải vậy không hả? Thành ra ở đây các vị biết rằng tuổi trẻ nông nổi dại khờ. Tôi email ở đó tôi nói thật sự, tôi không muốn can thiệp vào những chuyện của xã hội. Nhưng mà tuổi 14 như vậy, học lớp 8, lớp 9 như thế đó, mà lại như vậy thì điều đó rất là đáng thương, rất là tội. Cho nên buộc lòng tôi phải có nhiều cách. Tôi kêu nó mét mẹ đi. Không phải mét mẹ mà tôi kêu nó là hãy trình bày vấn đề này với cha mẹ đi, để giúp mình nhờ những sự quyết đoán của cha mẹ có thể tạo ra cái ngăn cách này. Chứ còn bản thân con không đủ sức để chiến thắng điều này đâu. Bởi vì con có 14, con mới vào đời thôi. Còn người kia gần 30 mà đã một đời vợ rồi, người ta lão luyện cả cái đầu, người ta già lắm rồi. Con không thể hiểu hết những cái điều đó đâu. Hãy trình bày ngay điều này với cha với mẹ. Tôi kêu nó vậy chứ không lẽ làm gì giờ hả? Xin thưa với các vị như vậy, tôi kêu nó hãy trình bày điều đó là nó đang thương người đó quá này kia kia nọ, để cha mẹ nó tạo cái rào cản cho nó. Tôi nói con không nói điều này với cha mẹ là hối hận cả đời của con đó. Tôi chỉ nói vậy thôi. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên ở đây tất cả những điều mà hàng ngày đều xảy ra như vậy, tôi cảm thấy có những cái điều kiện mà cha mẹ nên quan tâm đến con cái một chút xíu. Có những điều nó không dám nói với cha với mẹ, nó lại tự đi làm lấy. Mà điều này trong cái bài nuôi dạy con thời hiện đại tôi chia sẻ với các vị nhiều rồi. Cho nên bây giờ các vị là cha, là mẹ, là anh chị lớn trong gia đình,
Đừng bao giờ dùng cái quyền uy là một người làm cha, làm mẹ và làm anh, làm chị cho phép mình hay là cấm đoán các con. Không có làm được chuyện đó đâu. Các vị cho phép bản thân các vị mà các vị cấm đoán các con, các vị không bao giờ làm được điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị là như thế này. Hãy đóng vai là một người bạn với con hay là em của mình đi. Nghe hết những điều đúng và sai từ cái cõi lòng của nó. Nghe cả điều đúng mà nghe cả điều sai. Đừng bao giờ nghe sai rồi dội chửi nó, chụp mũ trên đầu nó rồi la mắng nó. Nếu mình biết điều sai thì mình tùy nghi để lý giải. Còn mình biết điều sai mình chửi nó thì mai này không bao giờ nó kể hết cho mình nghe. Thì mình biết nó là cái gì ở trong đầu nó. Cho nên tôi nói với các vị là cha là mẹ, nghe con nói đúng cũng nghe, nghe con nói sai cũng nghe, và sau đó ôn tồn mà phân tích. Đừng vội vàng nghe sai cái là chửi mắng, lấy kinh nghiệm hiểu biết lớn của mình mình tưới trên đầu nó như vậy, mai này không bao giờ nói cho ông bà nghe nữa. Rồi sao? Đi ra tâm sự với kẻ xấu bên ngoài, kẻ xấu mở đường cho hưu chạy, chết không? Cho nên ở đây là chỗ đó. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, để sai lầm rồi chúng ta mới ân hận, để sai lầm rồi chúng ta mới đau khổ, rồi chúng ta tiếc nuối. Cái đó là cái gì? Ân hận tiếc nuối thì nó cũng đã muộn rồi. Nhưng mà các vị nhớ rằng, cái hành động nào sai lầm cũng có cái giá phải trả của chính nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, tôi nhớ một câu của William James. Ông này á, nói lên như một cái câu là rất là hay. Ông nói như thế này: trời có thể tha thứ mọi sai lầm cho ta, nhưng mà bộ thần kinh của ta thì không tha thứ cho ta được đâu. Câu nói này của ông nói lên cái gì? Toản lương tâm của con người có một ngày rồi cũng phải trỗi dậy. Điều đó là điều duy nhất. Chúng ta có thể thoát được với tất cả những cái ràng buộc của pháp luật, của người này người kia, nhưng mà không thoát được với chính lương tâm của mình. Cho dù hôm nay mình chiều chuộng và tha thứ cho mình cách mấy, thì một ngày nào đó cũng chính cái ý niệm đó nó sẽ giằn xéo và nó dày dặn lương tâm của chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có một anh này, anh ra tù sớm hơn cái kêu án là 10 năm. Anh ta bị kêu án là 25 năm tù bởi vì cái tội giết vợ và chặt ra làm nhiều mảnh để phi tang. Và cuối cùng khi ra pháp luật, anh bị kêu án 25 năm tù. Và anh mới kể ra như vậy. Anh ra tù sau 15 năm ở tù, anh được đó là gọi là những lần lễ rồi tha từ từ á, thì cuối cùng còn có 15 năm tù. Thì anh ta mới nói như thế này: nỗi á, chết á, thì không sợ, nhưng mà nỗi dày dò lương tâm khi trong những ngày tháng mà ở tù á, cái nỗi đau đó nó không thể nào chịu đời nổi. Tức là mặc cảm tội lỗi, cái hối hận ăn năn nó dày dò lương tâm, cái này nó đau hơn là người ta bắn mình một cái đùng để chết. Anh nói như vậy. Cho nên anh nói là ngày xưa khi anh ra đầu thú, không phải anh đầu thú để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật, mà anh đầu thú là anh muốn bản thân anh phải bị trừng phạt cho nó xứng đáng với những sai lầm của chính anh. Anh kể lại như vậy. Anh nói cái ngày anh ra đầu thú là lương tâm này, mặc cảm tội lỗi này nó giằng xéo con người, nó phải buộc con người này phải trả dai, phải bị trừng phạt mới xứng đáng với hành động tội ác đó. Chứ anh nói rằng không phải anh ra anh đầu thú để anh được luật pháp khoan hồng hay tha cho anh. Thậm chí ngày đó anh nói rằng nếu kêu án tử hình anh cũng cảm thấy xứng đáng. Anh chấp nhận chết để thoát khỏi cái cảm giác dày dò và đau khổ này. Các vị thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta đang trong con đường danh lợi, chúng ta đang là tuổi thanh xuân, chúng ta đang là tuổi thành đạt, ít ai nhận ra mình sai lầm lắm. Và cho dù lời đó của cha, của mẹ, của một bạn đồng hành, của quý thầy, của ai đó khuyên chúng ta, cho dù thật lòng và đúng nghĩa, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ ngoài tai. Một con người thành đạt rất cứng đầu, không dễ gì mà khuyên răng nó đâu. Một con người đang tuổi thanh xuân mạnh mẽ, rất cứng đầu và bướng bỉnh, không dễ khuyên răng nó đâu. Một con người đang yêu cuồng sống dội, nó cũng rất cứng đầu và bướng bỉnh, không dễ gì mà chia sẻ với nó đâu. Bao giờ nó thất bại, bao giờ nó bị hãm hại, bao giờ nó bị đau khổ, bao giờ nó tuyệt vọng, thì lúc đó cái đầu nó mới mềm lại.
chứ còn lúc kia là cái đầu nó cứng lắm, không có cha nào nói được, không có mẹ nào nói được, không có anh nào nói được, không có thầy nào nói được, không có cô nào nói được, không có bạn nào nói được. Đó. Cho nên một người thành đạt dễ ngông cuồng và dễ lấn vào sai lầm là ở chỗ này. Cho nên ngày xưa chúng ta hay nói là sao? Tuổi trẻ thành đạt sớm dễ vỡ. Xin thưa các vị, về nguyên tắc thành đạt là thành đạt, mà vỡ là vỡ, chứ đâu phải do tuổi trẻ hay là tuổi già. Nó muốn vỡ thì tuổi nào nó cũng vỡ thôi, cái điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao người ta quy kết tuổi trẻ lại là như vậy? Nó có lý do. Tuổi trẻ chưa bao giờ thất bại, tuổi trẻ chưa bao giờ có kinh nghiệm, tuổi trẻ nhiều kiêu ngạo và tự hào, tuổi trẻ nhiều ngã mạn và liều lĩnh. Tất cả những cái này cho nên tuổi trẻ dễ mắc bẫy và dễ lọt hố sai lầm. Chứ không phải là thành đạt sớm mà nó thất bại, không có chuyện đó. Mà vì những cái ngông cuồng, những cái kiêu căng, những cái ngã mạn, những cái không học đòi kinh nghiệm, những cái thiếu hiểu biết, những cái chủ quan mà đưa người đó đến thất bại, chứ không phải là tuổi trẻ thành đạt mà dễ thất bại. Không bao giờ có những điều nghịch lý như vậy. Cho nên một người giàu lớn tuổi mà chưa có kinh nghiệm, ngạo mạn, kiêu ca hay là chủ quan hay là thế này thế khác thì cũng thất bại như tuổi trẻ vậy thôi. Cái thất bại ở chỗ đó chứ không phải là do tuổi lớn hay là tuổi trẻ. Nhưng mà vì tuổi lớn thì sao? Tuổi lớn đã vượt qua quá nhiều kinh nghiệm, đã nhiều lần thất bại, kinh nghiệm trong cuộc đời đã học rất nhiều. Vì vậy người này đã trả cái giá trong quá khứ của mình rồi, cho nên bây giờ người ta dễ dàng đứng vững hơn. Còn tuổi trẻ chưa có mua những bài học này, cho nên người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vì chưa thấy sai lầm, chưa thất bại, cho nên chưa hiểu cái giá phải trả của những sự thất bại này nó đau đớn và nó khổ như thế nào, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy rằng tu học là một điều để giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, để rồi cuối cùng mình tự phát huy với chính bản thân mình những năng lực tối ưu để mình hoàn thành một cái con người lương thiện, để sống có ý nghĩa trên cuộc đời này. Cơ hội nào chúng ta cũng có thể quay đầu được lại được cả. Đừng cho ta là lỡ lúng bùng rồi, đừng cho ta là lỡ sai lầm rồi, hay đừng cho ta là đã lỡ tội lỗi rồi làm sao được. Xin thưa các vị, nguyên tắc trên cuộc đời, quay đầu là gì? Quay đầu là bờ. Câu này mở cơ hội cho tất cả chúng ta. Sai lầm là con người, đó là quy luật rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn khắc phục những điều đó bằng một sự ăn năn, bằng một sự cải hối, bằng cả lương tâm, thì chúng ta sẽ làm được điều đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học và tu, thì ở đây chúng ta đừng có trách móc mình nữa, và cũng đừng bao giờ nghĩ là mình lỡ sai rồi thì lún vào trong bùn sai luôn. Uổng lắm các vị. Ngày nào nhận thức giống như quay đầu là bờ vậy đó, thì biết rằng cái đó sai, biết rằng cái đó không đúng, biết rằng cái đó nó đã đi quá đà, thì hãy tự kiềm chế và khắc phục để kéo mình trở lại. Chỉ tự chúng ta mới quản lý và giữ chúng ta, mới tự chúng ta mới điều phục được chúng ta mà thôi. Không ai có thể khác hơn được các vị. Tu hành là cái cách nhận thức để phân biệt ra đúng sai tội phước. Và vì vậy, một khi chúng ta kiểm thảo lại mình, cái gì cộng trừ nhân chia đi, cái gì nếu không có lợi, cái gì làm đau khổ cho chúng ta, thì hãy cố gắng quay trở về khắc phục. Cũng đừng cho đó là những cái gì tệ nạn, những gì xấu xa, những gì tội lỗi. Con người ai cũng vậy, cái dơ cái sạch đầy trong lòng của chúng ta. Đừng quá bận tâm với những điều đó, rồi đem đến cho chúng ta những cái hối hận sau này. Rồi khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta hết cơ hội, chúng ta không còn cách để tự cứu mình nữa. Qua cái nội dung của bài giảng, đừng dễ tha thứ mình. Tôi muốn chia sẻ cho các vị những góc cạnh của cuộc đời mà chúng ta tự cho phép mình quá nhiều, để tạo ra những nghiệp chướng, để tạo ra những quan trái, để tạo ra những sai lầm mà đem chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều quan trái đáng tiếc. Và cái sai lầm của chúng ta nó lại là làm đau khổ cho người thân của chúng ta. Tôi có cô Phật tử ở tại Mỹ, ở bang Massachusetts đó. Cô có một đứa con trai mà năm 20 mấy tuổi. Các vị biết cổ đau khổ với nó không biết chừng nào. Nó ăn chơi đến độ mà không một lời nào khuyên nó được. Mà các vị biết là
thanh niên ở tại Mỹ mà nó chấp nhận ăn chơi rồi thì đừng có nói. Cho nên khi tôi qua bên Mỹ đó, tôi có đến ở tiểu bang đó và tôi có đến thăm cổ. Và tôi có gặp đứa con trai đó. Tôi có ngồi tôi tâm sự với một đứa con trai đó, tôi mới nói rằng: con nên nhớ rằng con người chúng ta quá chiều chuộng bản thân mình mà sanh ra những cái đó đó. Ở đây nguyên tắc con người ai cũng muốn bản thân mình hưởng thụ cái sướng, cái này, cái kia, cái kia, cái nọ hết á. Nhưng mà cái hưởng thụ này mình phải nghĩ rằng ở đâu để tạo điều kiện cho mình có cái hưởng thụ. Còn mình bóc lột trên sự hy sinh của cha, của mẹ, của người khác để phạm pháp, để tạo ra sự hưởng thụ là mình đang tự đày đọa cái hậu quả này không khác hơn được. Con phải trả một cái giá đắt mà thôi. Và ngay cái câu tôi nói là do mình chiều chuộng bản thân mà mình tạo ra những cái sai lầm này, nó lấy câu đó nhớ đời cho đến ngày hôm nay. Mà năm rồi nó có về Việt Nam, nó có gặp tôi đó. Xin thưa các vị, hôm nay nó đã ngoan và nó đi làm và nó đã rất tốt rồi, hạnh phúc của gia đình đã có rồi. Nhưng mà nó tỉnh ngộ nhờ những bài giảng của tôi, và nhờ những bài giảng mà tôi đã khuyên rất nhiều về điều đó, đồng thời trực tiếp tôi động viên và tôi chia sẻ với nó. Trong đó tôi nói là ăn chơi không có xấu, ăn chơi không sai lầm, nhưng mà hãy tạo ra được sự nghiệp, công ăn việc làm mọi thứ, rồi cứ lấy những cái gì mình tạo ra đó mà ăn chơi. Đừng có nai lưng bóc lột hay là đừng có phạm pháp để tạo ra những cái cách ăn chơi như vậy thì không có tương lai và không có sự nghiệp. Một con trai quân tử là phải như vậy, không? Một người con trai quân tử mà phải nương vào cái vai của người mẹ già như thế mà sống chẳng có gì là nghĩa lý và anh hùng cả, không? Tôi nói thật với các vị, những bài giảng của tôi thì tôi la rất là nặng lời, nhưng mà chính cái la nặng lời đó cho nên có những người mới tỉnh ngộ. Nói o bế quá, vuốt quá, nó tỉnh không nổi đâu. Xin thưa các vị, nói bằng kiểu đó, nó sáng nhán lửa vậy đó, nó tỉnh ngộ. Tôi nói thật với các vị, tôi khuyên ai ít khi nào mà tôi nói ngọt được lắm. Mà cái tật của tôi nói ngọt không được. Tôi mà nói ngọt, tôi nổi óc cột, tôi nói không được. Tôi nói thật lòng như vậy. Tôi nói không vì quyền lợi của tôi, tôi nói cũng không gì cái gì cả. Tôi nói chỉ là muốn một con người đã hiểu biết và tỉnh ngộ thôi. Cho nên ở đây có một cô nè, Thường Hiền ở Úc về đó. Ông chồng cũng có nói là ai muốn tỉnh ngộ thì nghe đĩa thầy Phước Tiến. Vậy à. Tại chính cái chỗ mà tôi nói không có hiền thục tí nào, phải không? Nói mà xoáy vô óc người ta đó, xoáy vô như vậy á, vậy mà nó mới tỉnh nổi. Trong cuộc đời cái cố chấp của con người nó dày dữ lắm, vỏ quýt dày phải sao, phải gặp móng tay nhọn không, mài cái móng vuốt này lên. Chứ thật ra tôi nghĩ bản chất của tôi thì không có dữ, nhưng mà vì vỏ quýt nó dày tôi phải mài móng tay. Chứ thật ra mà nói tôi ăn lộc thực gì, tôi nói các vị ghét tôi thêm chứ tôi có lợi gì hả? Cứ quang la vậy đó. Nhưng mà thật ra nếu người nào chịu giác ngộ, hay là nói thẳng ra là có nhân duyên, thì những người đó sẽ tự có cái cách để giúp cho mình hoàn thiện hơn. Cho nên tôi nói với trong cái bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị những cái điều xung quanh góc cạnh của cuộc đời để mà mình tu học. Đó cũng là cái cách thức tu học đó. Cách thức nhận ra được mình cái chỗ nào ưu, cái chỗ nào khuyết là các vị tu học. Biết được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan, đó là điều đương nhiên như vậy. Tôi mong rằng tất cả các Phật tử của chúng ta, cái bài giảng ở cuối năm, nhưng mà chia sẻ với các vị rất nhiều để chúng ta tự điều phục lấy chính mình, và nó hạn chế những mặt tiêu cực trong những tháng ngày sắp tới, để chúng ta có một con người hoàn thiện, có một gia đình hạnh phúc, và có những đứa con, những thành viên trong gia đình xứng đáng, có tương lai, có khẳng định được chính mình, có danh thơm tiếng tốt và địa vị với xã hội, có cuộc sống lành mạnh. Đó là ước mơ của chúng tôi với mọi người. Không phải ước mơ suông. Ước mơ này cần ở sự giác ngộ thực tập của tất cả các vị. Và tôi tin rằng ở trong đây có rất nhiều người lương thiện cũng đã tự hoàn thiện được chính mình rất nhiều. Nhưng bên cạnh còn một số vấn đề, hay là còn một số người cần phải nhận ra để chúng ta hoàn thiện hơn lên. Chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần thật sự an lạc.